Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, đây chương trình đọc lại Chi Lai Bộ Tích. Người viết ông Trần Văn Nhu. Kính mời chư quý vị hãy lắng dịu cõi lòng nghe lại thánh phẩm này, sẽ do đồng đạo Đặng Thị Kim Khuyên diễn ngâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước linh tòa trầm khói toàn, hồng lạp đăng đôi ngã lung linh, chắp tay lên hai trực nhìn cầu tông tổ chứng minh trẻ dài. Thập nhị bái phần đầu khấn lại, nghĩa cao dài quán đài nào quên. Chữ thân con nguyện đã tí đền, câu thủy thổ há quên sao được. Dình tâm bao ơn nhà nợ nước phận râu mài, chẳng trước tí thời sao. Nhắc đến đây ruột thắt gan bào, nhớ tông tổ lòng đau tở cắt. Cầu tông tổ cho con được nhắc, nhắc công dài tôm mơ tắt ít tơ. Cho thế nhân biết nỗi đoạn trường, hoặc ghi nhớ lòng gương hậu thế. Tạm nghiên mực bút châu xin kể, nhờ tổ tông ứng huệ bút thần. Hạ dần thơ tỏ nổi cân phân, hầu đáp tạ thâm ân tông mi tổ. Nói truyền thông tự tôn chẳng hổ, ngõ báo đền tông tổ mong rằng cho vẹn một câu. Gốc cây ngọt trái đâu lại đắng, thân khờ dài nào ai nhắc cây mắng. Học gương lành tâm nặng từ bi, huynh nữ đây nào dù có khinh ni khi, đây chẳng đáp lấy chi mà dần. Dầu lắm phải thân này lần nghi đần, dám phiền gì dám dần chi ai. Mặc tơ tình đời dèm xiêm đắng cay, đây cũng nguyện không phải tất tươi già. Nhớ cổ tích châu rơi lũy hạ, nương bút thần dội tỏa tích tí xưa.
bà trận chiến bảy thưa, chịu cay đắng sớm trưa gian khổ. Ông bà câu lo đền thủy thổ, quyết một lòng bảo bộ quân ân. Lúc tu hành ông nguyện xả thân, ra trận chiến không phân nghi còn mất. Đào tề gia an bề gia thất, đạo trị quốc ai quốc ưu dân. Mấy ai trọn đạo nghĩa hiếu thân, đức cố hoàng thật chân gương. Lịch sử chết ngàn thu mới đáng, đấng anh hùng chói rạng bia danh. Chống sầm lăn dầu thác nghĩ cũng đành, đời vì quốc rạng danh muôn thuở. Đây xin nhắc quê hương ông ở Bình Thạnh Đông, là thơ sơ sinh Tổng An Lương, quê quán gia đình huyện Châu Phú còn dinh thờ cô. Tuy giàu có sống dung hòa, ông cố dò văn tánh thần lương cũng ít tí ai bằng. Lòng bác ai khó khăn tương trợ, ở chòm xóm cô vì cậu mở rất hài lòng xem tờ người thân. Giữ lễ nghi cô bác xa gần, đến đâu cũng được phần cảm mến. Điều hương ly thương tình đuôi đến, tuy nhỏ mà kẻ mến người ưa. Mến ưa là liêm sĩ giả thưa, tánh chân thật thiếu thừa chẳng chịu. Tuy niềm thiếu thông minh rõ hiểu, dầu việc gì chẳng chịu làm sai. Tánh thuần lương cương trực thằng ngay, trong những bọn ỷ giai hiếp chung. Tôi ấp dầu hai triều đình chiêu dùng thanh niên, chỉ mài râu nung nấu ông liền. Phần nam tử ngồi yên sau đằng, rủ bè bạn hiệp cùng căng dặn. Nghe ông một người vừa đặng năm mươi, tình sông thân bái biệt
nghĩ già từ giáp thìn đúng xuất cứ nhập mi ngủ. Chức xuất đội nghĩa quân ông đổ lệnh tùng chinh dẹp lỗ miên loạn. Trấn biên thùy thuộc tỉnh An Giang, trong miên loạn giữ yên bờ cõi. Trần Quy Lạnh em ông cũng giỏi nơi chiến trường, mệt mỏi cùng nhau. Có một hôm chiến trận máu đào, đêm tâm tối cùng nhau thất lạc. Đến bình minh chưa từng sống thác, nơi chiến trường còn ác liệt thêm. Ông tiến quân cho mở gồng kềm, đoạn hậu địch hết thêm cứu diện. Trước thế trận ông cho quân tiến, địch có đầu hết ta biến hết đi bay. Dọn chiến trường tìm kiếm ông hai, nhưng không thấy chắc nay thất lạc. Tình cấp báo vật còn ồ ạt, ông hai thời siêu lạ biết đâu. Cô cho tin về báo em dâu, bà hai lạnh thảm sầu bi thiết. Thời gian ngắn bà hai tử tiết, đức cố thời mắt diệt quân binh. Trần hai tình ông rất thương tình, khen hiền túc dạng tình tiết liệt. Nay trần đẻ ông đâu rảnh việc, gác gia đình mài miệt quân cơ. Thương bà hai trong ngóng đợi chờ, nương hồng tỏ trọn thờ phu tương. Bà hai lạnh vẹn dình chi hương, đầu kém phần bậc tướng trung quân. Ai dám khinh mang yếm hồng quần, trường phu có tùng quân chẳng nghĩ có. Biết bao tích gương xưa còn đó, tại người ngài chẳng nghi ngó chẳng nhìn. Nữ hiền ôi ai bậc trung trinh, phần nam nữ nghĩa binh cho vàng. Dòm sứ sách khỏi thua khỏi thẹn, đấng làm người phải vẹn mai râu. Việc đến đây gác bút cúi đầu, cầu tông tổ một câu tử khương. Nhắc lại câu
trên đến dưới dẹp miên loạn trần thứ ba mươi. Tướng miệng tài có được hai người, trần lan trai chiến dư mấy lượt. Ông ra lệnh dù sao cho được hai tướng này chiến lược khá cao. Bươm và voi kẻ trước kỳ người sau, mãi cầm cự chiến nhau với cô. Ý tài lực đem ra thi thố, chẳng chịu hàng muốn trổ tài năng. Cố lập mưu binh sĩ dặn rằng, phải dụ địch cho lăng vào trần. Phục binh sẵn làm cho chúng dần nghi dùng mưu này, chiến nghi cần mới xong. Đánh cầm chừng vô tướng nghi vào dòng, rồi sẽ có cố ông bao bắt. Voi và bướm bị dây bao chặt, dòm bốn bề thắt tí ngặt khó trông. Lúc nguy cơ tả đục hữu xong, cố xuất hiện chớ mong trong trà. Cố ra lệnh hai ông thông y thả, hàng cùng chăng phải trả lời ngay. Hai tướng đành vũ khí buông tay, đồng chấp thuận xin nay hàng phục. Đức cô mới lời phân trong đục, hai tướng mà quy phục thật chăng. Bươm và voi bèn mới thưa rằng, chúng tôi sẽ ăn năn cam kết. Cố rằng phải từ đây cho hết, khuyên hai người giữ nết lo tu. Nếu sao còn dây đồng gây thù, thì không phải trưởng phu chi cả. Cố thuyết phục cho về thông thả, hai tướng tần thật quả y như. Về sửa sang thu xếp nhiệm kỳ, đành ân vật liệu y ông câm. Nặc ông đôn chịu đòn đá thấm, chẳng ngờ giam còn nghĩa ngâm múa men. Chất tri vừa xiêm quất nhiều phen, đành chẳng dám ăn quen ra mặt. Công đức cô mấy năm dẹp giặc nghỉ nơi ở biên thùy, Tây Bắc được yên. Cả đại thần tâu lại điện tiền rằng, công ấy đang tuyên phong chức.
triệu trị gia phong cấp bậc chánh quản cờ tăng chức tinh binh được giá bạc cấp bậc triều đình vua còn tăng tinh binh hai chữ giặc biên giới mấy năm gìn giữ được thái hòa trên dưới điều an nghe có lệnh vua sắc tứ hoàn toàn cho phép tạm về làng ngơi nghỉ phần đức cô hưởng an chánh vậy cho lui về tạm nghỉ điền viên được thời cơ có lệnh quý điền ông cố thích được yên thông thả mấy năm ở chiến trường giấc ơi già nay quy điền nhàn nhã thung dung lo gia đình bao đáp cõi thung được hôm sớm dù mùng quạt gió đức bà cô thật là ít tươi có phần xứng tùy trong ngó ngoài xem đức cố ông cùng với anh em luyện văn võ xét xem vườn ruộng ngành nông nghiệp chuyện lo sớm muộn kêu dân tình phá ruộng khai quan ông động viên từ sớm cuối làng cùng hợp tác mở mang sản xuất nhờ đôn đốc nhân dân tỉnh thức lo cây cài bậc nhất nghi nghề nông mới mấy năm lúa nếp đầy đồng phần hoạt động riêng ông lúa vừa mùa thu hoạch thiếu nơi đừng chưa ban bớ kỹ mà sắm sửa gia trang đức phú ông khắp sớm mơ cùng làng song thân cố lần sang cõi khác thời gian ấy cố ông giàu dạc cách thung đường tan nát nghĩ lòng thương chữ hiếu thân hôm sớm chưa thường phần nam nữ quốc dương thủy thổ mới vừa được ít năm báo huy bổ chưa thỏa lòng thượng lộ đắng tiên thương mẹ cha già thảm lòng phiền vì thiên mạng tạm yên ngày tháng tuy đành vậy lòng ông ngao ngang chỉ tu hiền lỗ dạng nơi tâm có nhiều đêm suy nghĩ âm
thầm, đường đạo đức nơi tâm phát cơ ngộ. Nào hay đâu duyên lành Phật độ, kỷ dầu niên thầy lộ xa đời. Thầy chúng dần dường lấy bình trời, Phật thầy mới ra tay độ chúng. Thời kỳ Phật ra đời rất cơ đúng ứng, điềm lành đã trúng ý ông. Nghe đồng linh ông rất nghĩ vừa lòng, đến cho tận giả mong gặp mưa Phật. Khắp làng tông qua y như thật, nức tiếng đồn là Phật giáng sanh. Dầu bên chi Phật cũng nghĩ độ lành, cho nhang với một chung nước lành. Dầu mắt phải phong cùi cũng mạnh, hay tà ma nước khi lành cũng mơ tiêu. Bệnh dịch ôn đem lại rất nhiều, giấy vàng uống bao nhiêu cũng nguy hết. Người đi trễ dẫu rằng sắp chết, thầy xoa đầu cũng nguy hết như không. Thầy khuyên dân khắp cả đại đồng, phải tu niệm giữ trong chân chánh. Việc hung dữ từ từ nên lanh, thôi gian tà xưa tánh đi bỏ đi. Biết ăn năn cải hối tâm trì, thầy mới nhận quy y thọ giáo. Dẫu lớn nhỏ cũng là giữ đạo, đạo làm người hiểu thảo đức quý ân. Thầy thương dân thầy rất nghi ân cần, pháp phù độ cho dân mới kịp. Lành phụ phải về nhà cho kiếp, cho người nhà uống kịp mỹ thời gian. Bệnh dịch ôn nay đã lan tràn, đang ối ỉa cùng làng cuối xóm. Thầy độ đây dùng phương nghi độ tôm, không lẽ mà một nhóm người sao. Thầy nói ra thiên hạ ồn ào, khắp ba tánh chen nhau đi thình. Có nhiều kẻ dối gian bước ơi bình, thịnh ra rồi trở lại thịnh thêm. Người tham làm đâu có móng mềm, lại cãi bướng đứng im chưa thịnh. Có nhiều kẻ tức mình chẳng nhìn,
sông tới mà muốn tính làm hung. Có người can đừng tính làm phùng, làm lộn xộn lung tung hết thành. Riêng đức cô rất mà bình tĩnh, đến ba ngày nhường nhìn cho dân. Riêng phần ông cũng phải cần, nhưng nhường để cho dân mới phải. Mấy ai được có tâm hà hải, lòng vị tha ba ca về đâu. Thầy ngồi trong biết rõ đuôi đầu, cho người gọi ai đâu ông mư hoàng. Ông ngơ ngẩn cũng là chưa hạn, bước lại gần cho tận thử xem. Cố mở lời thưa với anh em, kêu ai đó nói xong cho biết. Người ra gọi trình bày cho thiệt, nghi rằng Phật Thầy có việc mời ông. Ông phải là ông quản đấy không? Nếu ông quản vào trong Thầy gặp. Đức cô nghĩ việc chi bất cơ cách, mà ông Thầy muốn gặp với mình. Ông theo vô Thầy đứng dậy nhìn, chào chú xã rộng tình thêm nữa. Chú đã đến nơi đây mấy bữa, sau ba ngày chưa chẳng chịu vô. Ông thưa rằng mình niệm Nam Mô, nhường người trước rồi vô sau lành. Ông lại nói thấy Thầy chưa rảnh, và đồng bào bên cạnh con đông, để bà con dân chúng vừa lòng. Dầu tôi phải tay không cũng được. Thầy bèn đứng trình bày sơ lược, bao nhiêu người mới được nghĩ một người. Lòng vị tha bác ái vô tư, lo ba tánh riêng ta chẳng ngỡ nề. Điều qua phước chẳng qua số hệ, như chú này có nề chi đâu. Lửa làm chi chèn lấn đối đầu, còn gây gỗ thấy đâu đạo đức. Thầy kêu gọi tâm trần phải dứt, dứt bảo tàng bỏ dứt tham gian. Người tu hành hiện đức kỳ bình an, kẻ giả dối càng ngang mắt đoạn. Người tu niệm ngày sau khỏi đọa, kẻ không lành nghiệp quả phải mang. Kiểu nhân sanh nên hiệp một đàn, cùng tu niệm đừng toan hung bào.
đời thuận thảo nhường nhau, không lấn chen cãi giả ồn ào, ta cùng biết kêu vào cho lành. Chú còn nói được ta chưa rành, biết bao giờ chú lành được về. Người này đây đang bực giữa kề, theo hành Phật được về cánh Phật. Còn những kẻ không ngay, không thật nghi khó mong mà có Phật cứu cho. Thầy kêu dần ráng nhớ dằn dò, lo sao được ấm no mới dồi. Người tu niệm ngày sau mới khỏi, kẻ bảo tàng mong mỏi được đâu. Thầy khuyên dân hãy ráng mà cầu, nhắc ba tánh một câu hướng thiền. Còn chú xa thầy phân ít chuyện, khi về nhà luận biện gia thế. Lòng muốn tu vật chất đừng hề, phần chú xa phu thế trọn đạo. Vì tu tịnh lo vì cơm gạo, giàu khó nghèo có đạo là chữ tam can kiên cố chớ sờn, năm hằng ấy keo sơn gắn chặt. Ta cùng chú tạm ngưng tốn tắt, để sau này gặp mặt rồi hay. Đức cố nghe từ giả lui hài, chào thiện tín ông nay trở lại. Phần ba tánh nghe qua thầy dạy, nghĩ phận mình xét lại hộ ngươi. Thầy khen đức kỳ cố hiền từ, rất đông đạo một người khó sanh. Có gì là thẳng ngay lập chánh, biết nhịn nhường và tránh đua chen. Có bánh nhiều mà được nghĩ thầy khen, còn mình đến đua chen dành trước. Không nhường nhìn muốn vô vực trước, vậy mà đòi đỡ phước cơ làm sao. Thầy dạy ta thương mến đồng bào, còn ta lại hùng hào thách tơ đô. Đoạn này nói về phần đức ơi cô, khi về nhà trần tố với bàn. Tôi giờ đây tôi muốn lìa nhà, lo tu niệm hơn là danh lời. Tôi tính vậy nhưng
còn đợi đợi ý bà xét lời coi sao. Bà thưa rằng tu niệm là cao, dầu biết vậy làm sao tu được. Nào gia thế thế thần tử Phật, về đâu mà dứt được sao ông? Cô đáp lời tôi tin là xong, phần sản nghiệp tôi không còn dính. Tôi giao lại để bà liệu định, tôi tách rời lo tính công phu. Bà rằng ông tính quá cù, phần nhi nữ tùng phu tôi bỏ. Ông khéo nói khi tôi chẳng rõ, đạo tam tùng tôi bỏ cho ai? Đạo tùng phu bổn phận nghĩ hằng ngày, ông đã dạy nay tôi phải dạy. Dầu khó nhọc trọn đời chẳng chạy, nghĩa vợ chồng ai lại quên ai? Việc tu hành khoan dội nay mai, điều quan trọng tính sai hồng việc. Vợ ý thiếp cũng xin thưa thiệt, tới lui thầy coi việc thế nào. Dò xét qua thầy bực thế nào, thì chừng đó cùng nhau tu hết. Nếu tu trật lỡ bề chịu chết xa phú rồi, tiêu hết đi còn đâu. Thầy chánh chân há nại giải dầu, đến chừng đó đi đâu cũng được. Ông lui tới xét xem nhiều lượt, đúng chân truyền qua được rồi tu. Nhưng bây giờ mình cũng công phu, trao giữa tánh hiền nhu lập chánh. Tu cư sĩ đời gì phải lanh, muốn tu hành trao tánh sửa tâm. Phật ở đâu lại chẳng kiếm tầm, miễn mình được chủ tâm thanh tình. Ông nghe bà phân trần nhận định, thì ông nói rằng chờ lệnh thầy cho tôi về đây. Thầy có nghĩ dặn dò lo thu xếp sao cho rành việc. Nói úp mở thầy chưa nói thiệt, vật chất nhiều là việc khó tu. Mãi mê sai theo nó nghĩ lù bù, đâu rảnh trí rằng tu thanh tình. Coi trần tục muôn ngàn căn bệnh, bệnh nhiễm trần dễ tránh được đâu.
có thầy ra dẫn lối đạo màu, có thầy dạy việc đâu ra đó. Bà đáp lại việc gì rằng khó, ông ở đâu thời tôi đó là xong. Phần nữ nhi khăn gối theo chồng, câu xuất gia dầu trong dầu đục, đâu được tính câu tam thập lục. Ông lo gì chẳng phục theo ông, ai cắt đi nghĩa vợ tình chồng, mà ông dội hồi không mà chịu. Nói thì nói tùy ông định liệu, giàu khó nghèo chung chịu cùng nhau. Ông khen bà giàu phải việc nào, bà nói vậy trước sau cùng thuần. Ông đắc ý không còn thảo luận, của cải nhiều chưa đừng ít chi. Bà thuận rồi ít bữa tôi đi Tòng Sơn tới một khi thăm viếng. Phần linh nghiệm Phật thầy nổi tiếng, khắp các nơi luận biện nghĩ ồn ào. Ông tới liền bày tỏ trước sau, bề gia nội âm hao thầy rõ. Thầy rằng chú khỏi mà phân tỏ, tôi am tường thâu rõ trước sau. Thiếm luận nghe dầu có bề nào, còn dè dặt âm hao rào đoan. Đạo của thiếm nguyện dình một món, câu tam tùng quyết trọn mà thôi. Chú đừng lo, chú quyết xong rồi, còn phần thiếm theo tôi thấy được. Chú lèo lái sợ gì xuôi ngược, dầu cảnh nào chú vừa cùng qua. Phần chú yên tạm gác việc nhà, tôi giữ tính ta bà đi vào. Chùa sư Nhật về đây nương náu, đem đạo lành nổi giáo Phật tiên. Thầy rằng dân ngọc đế chiếu truyền, phải quần quá khắp miền Nam Việt. Cùng ba tánh thầy phân sự thiệt, chẳng bao ngày mắc việc tù lao. Thầy khuyên dân đừng có già nào, có lửa đỏ vàng thao mới rõ. Thương sanh chúng nên thầy bày tỏ, được sau này biết rõ mà tu. Chớ Phật sau còn lại ở tù, rồi nghi hoặc khó tu đến chốn. Thầy biết vậy sao không đánh trốn, để chi mà thọ khốn lắm
chịu cho qua để mãn nhiệm kỳ, nếu không vậy biết chi đen trắng. Người tu phải chịu bề cái đắng, hoàng chia đời trốn nắng trốn mưa. Bậc Thế Tôn còn bị dài bừa, ta chi khỏi sớm ưa chưa ghét. Nay từ gia tòng sơn xa đếp vào ta bà xem xét hiền lương, về sáu môn dù lắm đoạn trường, tránh sao khỏi nạn dương tai ách. Giả bổn đạo từ nay xa cách, việc tu hành thử thách đi bên chăng. Đức cố theo bên cạnh thưa rằng, thầy đến đó mấy chăng đi nữa. Thầy liền đáp lửa hồng khó chữa, đâu ngày giờ đi nữa mà đi. Ráng từ nay tài ghét mặt lì, dầu khinh bị ngu si cùng chịu. Chú ẩn nhân đừng theo liệu điệu, việc tôi làm tôi chịu mình tôi. Việc khó khăn còn lắm chưa rồi, chúng dòm ngó lôi thôi mang quà. Về xéo môn tuy là xứ lạ, nhưng bá già hỷ hạ đón mừng. Rõ thời cơ đổ bệnh ni cầm chân, mà rốt lại không ngưng hết tơ bệnh. Được vài tháng thấy phần yên tình, bỗng thình lình có lình lính làng rằng, chắc đây không phải lên đàn vì có lệnh của quan đòi gặp. Không chần chờ cấp cấp phải theo, thường bá già chẳng sợ hiểm nghèo, họ nhất định kéo theo bào chữa. Thầy khoát tay thôi đừng theo nữa, để cho thầy thử lửa một phen. Đèn không khiêu sao rõ được đèn, có như vậy chê khen mới biết. Dân dừng lại lính cai đi siết, đến tỉnh rồi cứ việc đem giam. Thầy điềm nhiên cho cứ việc làm, chúng nghiêm nhặt đem giam vào kham. Chúng canh gác vòng quanh cả đám, nhưng thầy đà ra kham nào hay. Đi chợ chơi trong lúc nghỉ ban ngày,
gặp chú Linh ngồi ngay tiệm nước. Dòm thấy Hoa Linh liền ráo bước, ta mau về xem trước thử sau. Vừa đến nơi mở cửa bước vào, liền chứng hững ủa sao quái lạ. Thầy cười ngất, thầy kêu Linh à, gặp tôi mà làm lạ phải không? Chú thấy tôi đi chờ giáp bơ dòng, nên chú vội chạy giống về kim. Nay gặp tôi chú cho là hiếm, thôi từ đây đừng kiếm nữa chi. Tôi ở đây chú chớ lo gì, dầu chú kiếm mấy khi mà có. Tôi nói trước chú đừng làm khó, tôi ra vào nào có trốn đâu. Chú cho không tôi cũng yêu cầu, không sai quấy tôi đâu có sợ. Linh nghe nói lấy làm bỡ ngờ, thôi xin thầy ra chợ nữa chi. Ông này sao ông nguy quá nghĩ lạ kỳ, kiếm cái đổi một khi bày tỏ. Cái nghe qua phần mặt đỏ, quả là mày mở ngõ ông ra. Mày báo tin rằng việc cho là ông thời cùng người ta chớ bộ. Cái vừa nói vừa đi nạt nổ, mày chớ đừng giả bộ với tao. Chúng đến nơi mở khám bước vào, mặt đơn đáp đâu nào ông ấy. Cái già Linh kiếm hoài không thấy, quả vậy là ông ấy trốn rồi. Cơn quýnh lên bèn thấy thầy ngồi, đều bật ngửa ý thôi ông đó. Cái rằng tức chỗ này cũng ngó, sao bây giờ mới có ông đây. Bộ mà ông bài biến sao vậy, mới đáp lại nơi đây có